Kính thưa bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố. Trong không khí tin tưởng, phấn khởi chào mừng thành công lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố ông Bí, 60 năm xây dựng và phát triển và chào xuân mới Tân Sửu 2021. Thay mặt lãnh đạo thành phố Tôi trân trọng gửi đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những người con quê hương ung bí đang sống, học tập, lao động trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. Bạn bè quốc tế đang sống, làm việc tại thành phố lời chúc sức khỏe, chúc năm mới vượt qua mọi thử thách, có nhiều thành công và hạnh phúc. Năm 2020 Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ hiệu quả của các sở ngành, nhất là sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn nên những khó khăn thách thức cơ bản được khắc phục. Thành phố đã giữ vững địa bàn an toàn trước đại dịch Covid-19, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng 12,8% là mức cao trong điều kiện vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Đã có đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với đầu tư công cao nhất từ trước đến nay, hoàn thành nhiều công trình động lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác an sinh xã hội được chú trọng toàn diện, đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ thoát nghèo cho toàn bộ 109 hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và đạt nhiều thành tích cao tạo dấu ấn và thúc đẩy du lịch. Quốc phòng an ninh được củng cố làm cho vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Năm 2021 là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Là năm đầu triển khai toàn diện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Uông Bí, 60 năm xây dựng và phát triển. Với niềm tin, khí thế, động lực và quyết tâm chính trị, từ kinh nghiệm rất quý báu có được trong năm 2020 vừa qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống kỷ luật, đồng tâm, chung sức chung lòng tiếp tục vượt qua mọi thử thách thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021 đã đề ra, lập nhiều thành tích để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương góp phần xây dựng thành phố uông bí ngày càng giàu đẹp và văn minh chúc năm mới thắng lợi mới